Chào bạn, tôi là Trang KTT. Hãy nghe video này trước khi đi ngủ và ngay khi bạn thức dậy. Lúc đó, ý thức của bạn ở trạng thái mơ màng. Vào lúc ấy, tiềm thức sẽ giúp bạn thu hút điều bạn nghĩ đến, điều mà bạn nghe thấy được. Hãy để những lời nói của tôi nhẹ nhàng và từ từ đi sâu vào tiềm thức của bạn. Hãy đăng ký kênh Luật Hấp Dẫn Tiền Bạc Trang KTT để theo dõi những video mới nhất. Tiềm thức của chúng ta có sức mạnh to lớn, và bạn hãy luôn có lòng biết ơn. Lòng biết ơn để bạn cảm nhận được sự đủ đầy. Chính cảm giác đủ đầy sẽ thu hút mạnh mẽ điều bạn muốn. Điều cần đến đang đến. Tôi thực sự hạnh phúc với những điều tuyệt vời xung quanh tôi. Tôi biết ơn tất cả những gì đến với tôi. Tôi là rung động của giàu có và tiền bạc. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là thịnh vượng. Tôi là đủ đầy. Tôi là tài lộc. Tôi là sung túc. Tôi yêu tiền và tiền cũng rất yêu tôi. Tôi đang thu hút tiền bạc về với tôi. Có nhiều dòng tiền đang chảy mạnh mẽ về phía tôi. Tôi biết ơn tiền vì tiền đến với tôi thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi thấy tiền ở khắp mọi nơi. Tiền liên tục và dồi dào đến với tôi. Mỗi việc tôi làm, mỗi người tôi gặp đều mang lại cho tôi một dòng tiền lớn. Tôi cho phép tiền bạc đến với mình. Tôi hân hoan chào đón tiền bạc về phía mình. Tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên mỗi giây, mỗi phút. Tiền bạc và sự giàu có là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc một cách dễ dàng. Tiền về với tôi trong cả lúc mà tôi mong đợi và những lúc tôi không mong đợi. Tiền yêu thương tôi vô điều kiện. Tiền sẵn sàng đến với tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi càng yêu tiền, tiền càng về với tôi nhiều hơn. Tiền giúp tôi thực hiện mọi điều mà tôi muốn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là năng lượng giàu có. Tôi là năng lượng hạnh phúc. Nguồn tiền từ khắp mọi hướng chảy về phía tôi. Tôi là bậc thầy đón nhận cơ hội và tiền bạc. Tiền sinh sôi nảy nở không giới hạn trong mỗi hoạt động kinh doanh đầu tư của tôi. Tôi là bậc thầy thu hút tiền bạc cực mạnh. Tiền về với tôi ngay lập tức, đúng lúc tôi cần. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi thực sự hạnh phúc với những điều tuyệt vời xung quanh tôi. Tôi biết ơn tất cả những gì
đến với tôi. Tôi là rung động của giàu có và tiền bạc. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là thịnh vượng. Tôi là đủ đầy. Tôi là tài lộc. Tôi là sung túc. Tôi yêu tiền và tiền cũng rất yêu tôi. Tôi đang thu hút tiền bạc về với tôi. Có nhiều dòng tiền đang chảy mạnh mẽ về phía tôi. Tôi biết ơn tiền vì tiền đến với tôi thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi thấy tiền ở khắp mọi nơi. Tiền liên tục và dồi dào đến với tôi. Mỗi việc tôi làm, mỗi người tôi gặp đều mang lại cho tôi một dòng tiền lớn. Tôi cho phép tiền bạc đến với mình. Tôi hân hoan chào đón tiền bạc về phía mình. Tài khoản ngân hàng của tôi tăng lên mỗi giây, mỗi phút. Tiền bạc và sự giàu có là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc một cách dễ dàng. Tiền về với tôi trong cả lúc mà tôi mong đợi và những lúc tôi không mong đợi. Tiền yêu thương tôi vô điều kiện. Tiền sẵn sàng đến với tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi càng yêu tiền, tiền càng về với tôi nhiều hơn. Tiền giúp tôi thực hiện mọi điều mà tôi muốn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là năng lượng giàu có. Tôi là năng lượng hạnh phúc. Nguồn tiền từ khắp mọi hướng chảy về phía tôi. Tôi là bậc thầy đón nhận cơ hội và tiền bạc. Tiền sinh sôi nảy nở không giới hạn trong mỗi hoạt động kinh doanh đầu tư của tôi. Tôi là bậc thầy thu hút tiền bạc cực mạnh. Tiền về với tôi ngay lập tức, đúng lúc tôi cần. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Tôi thực sự hạnh phúc với những điều tuyệt vời xung quanh tôi. Tôi biết ơn tất cả những gì đến với tôi. Tôi là rung động của giàu có và tiền bạc. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là thịnh vượng. Tôi là đủ đầy. Tôi là tài lộc. Tôi là sung túc. Tôi yêu tiền và tiền cũng rất yêu tôi. Tôi đang thu hút tiền bạc về với tôi. Có nhiều dòng tiền đang chảy mạnh mẽ về phía tôi. Tôi biết ơn tiền vì tiền đến với tôi thật dễ dàng và nhanh chóng. Tôi thấy tiền ở khắp mọi nơi. Tiền liên tục và dồi dào đến với tôi. Mỗi việc tôi làm, mỗi người tôi gặp đều mang lại cho tôi một dòng tiền lớn. Tôi cho phép tiền bạc đến với mình. Tôi hân hoan chào đón tiền bạc về phía mình.
khoản ngân hàng của tôi tăng lên mỗi giây, mỗi phút. Tiền bạc và sự giàu có là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thu hút tiền bạc một cách dễ dàng. Tiền về với tôi trong cả lúc mà tôi mong đợi và những lúc tôi không mong đợi. Tiền yêu thương tôi vô điều kiện. Tiền sẵn sàng đến với tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi càng yêu tiền, tiền càng về với tôi nhiều hơn. Tiền giúp tôi thực hiện mọi điều mà tôi muốn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là năng lượng giàu có. Tôi là năng lượng hạnh phúc. Nguồn tiền từ khắp mọi hướng chảy về phía tôi. Tôi là bậc thầy đón nhận cơ hội và tiền bạc. Tiền sinh sôi nảy nở không giới hạn trong mỗi hoạt động kinh doanh đầu tư của tôi. Tôi là bậc thầy thu hút tiền bạc cực mạnh. Tiền về với tôi ngay lập tức, đúng lúc tôi cần. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi.